Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa tự do dân chủ văn minh và thịnh vượng không còn nữa, thay vào đó là sự kìm kẹp của một chế độ cộng sản vô nhân bản bắt bớ tù đày, tước đoạt tài sản. Người dân miền Nam vào thời đó hoàn toàn trở thành trắng tay. Nạn đói khổ lan tràn trên khắp toàn miền, khiến người dân miền Nam phải đi tìm cuộc sống mới. Đó là họ phải vượt biên tìm tự do. Có nhiều trăm ngàn người đã bỏ xác trên biển Đông, ngã mình âm thầm trên rừng vắng. Cũng có hàng trăm ngàn người đã chịu nhục nhằn, nhưng cả triệu người không chùn bước lụt lượt ra đi chấp nhận hiểm nguy. Bất kể sinh mạng liều chết ra đi, tự do chất chứa cái quyền được sống là người, nhưng quyền ấp ủ cuộc sống no lành. Đường đi tới tự do gian nan phủ đầy máu lệ, thịt xương vương vãi dọc đường. Những gì thuyền nhân bộ nhân Việt Nam đã trải qua chưa một lần xảy ra trong nhiều nghìn năm lịch sử của loài người. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền chở khoảng 40 người xuất phát từ Long Xuyên vào ngày 23 tháng 12 năm 1980 để trốn chế độ cộng sản, đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển Đông thì gặp hai tàu hải tặc Thái Lan bao vây tấn công. Trên thuyền có anh ba là lệnh biệt động quân của Việt Nam Cộng Hòa. Thấy cảnh thuyền nhân bị cướp bóc, phụ nữ bị hãm hiếp và bắt đi, anh lệnh biệt động quân tay không đã đánh lại hải tặc, nhưng cuối cùng anh đã hy sinh. Bọn hải tặc hãm hiếp xong đã bắt đi 7 cô gái Việt. Mặc dù anh lệnh biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa không bảo vệ được cô gái, nhưng linh hồn anh vẫn luôn bên cô gái, để đưa cô gái thoát khỏi nhà chứa Thái Lan để đến được đất Hoa Kỳ. Câu chuyện có tiêu đề Hồn Thiêng Sông Núi đã đón anh về đất mẹ, tác giả Phạm Kim. Mời quý thính giả lắng nghe. Thành kính gửi đến hương hồn anh Nguyễn Văn Ba, biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa. Buổi sáng tháng 12 ở Bắc California, San Jose, trời se se lạnh. Tôi còn đang ngại ngủ thì nghe con bé bước vào phòng, hôn lên trán tôi và thì thầm: "Mâm ơi, dậy uống thuốc trước khi con đi làm nghe mâm." Tôi trợ mình, con bé nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, tay nó cầm một nhụm thuốc và ân cần đưa ly nước trà ấm cho tôi. Thuốc của người mang căn bệnh ung thư thời kỳ cuối. Mỗi lần con bé đưa thuốc cho tôi luôn nhìn thấy giọt nước mắt long lanh trong khóe mắt, trên khuôn mặt tươi hồng của nó. Rồi tôi lại nhớ về giọt nước mắt của tôi dành cho anh ba. Lúc đó quá khứ lại quay về. Vượt biển, tôi và người chị họ bước ra khỏi nhà, lên xe đi xuống Long Xuyên. Chuyện vượt biên đã chuẩn bị kỹ. Mẹ ôm tôi thật chặt, gương mặt thất thần dặn dò đủ thứ. Mẹ ôm tôi như chừng bà sắp mất đi một vật quý trong đời mình. Đoạn đường từ Sài Gòn xuống Long Xuyên rồi vào nhà chờ là căn chòi giữa đồng ruộng hoang vu mất cả một ngày. Tôi nhớ rất rõ hôm đó là ngày 23 tháng 12, Giáng sinh đang cận kề. Chúng tôi đợi ở đó 2 ngày, tôi không có đồng hồ nên không rõ nhóm tổ chức chuyện đi đến từ lúc nào. Chỉ biết là trời tối lắm, họ hướng dẫn chúng tôi băng qua cánh đồng rồi bước xuống chiếc xuồng nhỏ. Trời tối đen như mực, tôi chỉ nghe tiếng nói xì xào không rõ mặt người. Tôi đoán có khoảng chục người ở đó. Chiếc ghe nổ máy và lướt đi trong đêm tối. Một con bé nhỏ như tôi lúc đó chỉ cảm nhận mơ hồ là có chuyện quan trọng sắp xảy ra. Mọi người âm thầm lặng lẽ chuyển dầu và người qua một chiếc thuyền lớn khác
Đã có sẵn nhiều người trong ấy. Thuyền bắt đầu ra khơi. Trong bóng đêm mịt mờ, tôi nghe tiếng một người đàn bà nói khẽ: "Có lẽ với con của bà, con ơi, mình hướng về có ánh sáng đi con. Đó là chợ Lòng Long Xuyên. Đây có thể là lần cuối cùng mình nhìn thấy Việt Nam đó." Tôi cùng quay lại nhìn hướng bà nói trong cảm xúc bồi hồi. Tôi thì thầm khẽ nói với chính mình: "Chào Việt Nam." Con thuyền lầm lùi theo hướng điều khiển của tài công. Khoảng 40 người trên thuyền không ai nói với ai lời nào. Chỉ có nhóm tài công thỉnh thoảng thầm thì to nhỏ với nhau. Tôi bắt đầu cảm thấy đói, lục trong túi may nhỏ, tôi tìm được 5-7 củ đậu non. Mẹ tôi đã bỏ sẵn vào đó, tôi lại răng bóc vỏ củ đậu và ăn hết một củ. Sau đó ăn thêm một viên kẹo chuối. Trời tờ mờ sáng, thuyền của chúng tôi đang hướng ra khơi. Tài công dặn mọi người phải giữ im lặng tuyệt đối vì đây là tuyến đường những người đi đánh bắt cả ngoài khơi trở về công an hoặc du kích thường trà trộn trên những con tàu đó. Mặt trời lên cao, tôi bắt đầu thấy ngộp thở nên tìm cách để lên phía trên khoang tàu. Ở đó nhóm tài công 3 người, số người lớn khác, một dòng ấm áp từ số lưng nhắc nhở tôi: "Bé cực thần nghe, dễ tệ lắm. Vì mình đang ở trên tàu nên dễ bị say sóng lắm." Tôi quay lại nhìn và nói nhỏ: "Dạ." Đó là một anh có khuôn mặt rất sạm, da sạm nặng. Anh mặc bộ quần áo vải kaki nâu đậm. Tôi biết đó là một bộ quần áo lính được nhuộm màu. Tôi biết vì trong xóm tôi có người kiếm sống bằng nghề nhuộm quần áo cũ của lính Việt Nam Cộng Hòa. Loại quần áo này may bằng vải rất tốt và bền nên nhiều người ưa chuộng. Tay áo của anh sẵn lên đến khuỷu tay để lộ ra hình xăm lợn trong giọng hình cái đầu cọp. Tôi cảm thấy sợ vì lâu nay tôi nghĩ rằng người xăm mình là người không tốt. Tàu của chúng tôi đi êm đến sáng hôm sau. Nhóm tài công nói lớn cho mọi người biết là tàu đã ra đến hải phận quốc tế và đang đi về hướng Mã Lai Á. Một người tài công nói với anh có hình xăm giọng đầu con cọp: "Anh ba, mang thêm một thùng dầu lên đây, đổ thêm cho mày nhỏ nhé." Anh ba trả lời to rõ có liền. Bỗng nhiên những tiếng xì xào trên tàu im bặt. Mọi người tỏ vẻ hoang mang sợ hãi. Tôi nhìn theo phía tầm nhìn của mọi người thì thấy có 2 chiếc tàu đang tiến về phía chúng tôi. Trên khoang tàu có nhiều thanh niên, đàn ông lực lượng. Họ cởi trần mặc váy caro da đen và lộ vẻ hung hăng, miệng la hét những tiếng gì đó tôi không hiểu. 2 chiếc tàu cập sát thành tàu của chúng tôi, nhóm thanh niên đó nhảy qua. Họ cầm mã tẩu, rìu nhỏ sáng loáng. Họ dồn thanh niên và đàn ông ra mũi tàu rồi bắt đầu lục xét và gỡ máy tàu. Sau khi cướp được vàng của những người trên biển mang theo, nhóm hải tặc bắt đầu hãm hiếp phụ nữ. Tôi còn đang hoang mang thì cánh tay tôi bị giật về phía sau. Tôi ngoại cổ lại nhìn nhận ra anh ba. Anh nói nhỏ im lặng: "Anh đã đoán được ý định của bọn cướp biển nên với tay chào nhẹ tôi ra phía sau và cố gắng giấu tôi sau lưng anh." Đám cướp biển lôi kéo những người phụ nữ để thỏa mãn thú tính. Tiếng la khóc gào thét vang xin chặt thậm thì vào đâu giữa biển cả mênh mông. Nhiều người đàn ông cố níu giữ vợ con về phía sau thì bị bọn cướp biển chĩa đao vào người. Một tên hướng về phía anh ba và tôi, tay hắn cầm mã tẩu và chiếc rìu sắt. Chưa kịp hoàn hồn thì anh ba chồm người về phía trước, vượt qua khỏi tầm đao và tung cú đá vào mặt tên cướp. Anh bẻ tay nó và giật được chiếc rìu. Những tên còn lại thấy vậy chạy đến giải cứu đồng bọn. Anh ba đẩy tôi ngã ra phía sau, tay cầm cái rìu lừa thể đứng. 2 tên cướp cầm mã tẩu lao vào anh.
Anh lùi lại né được nhát chém thật nhanh, anh vung tay chém thẳng xuống tên cướp. Lúc đó tên thứ hai nhào đến chém thẳng vào hông của anh. Anh gục xuống màn tàu, chiếc rìu rớt khỏi tay anh. Những tên còn lại ào đến đâm chém liên tục vào anh. Khi ấy anh nằm bất động, ba tên cướp nhận tâm ném thi thể anh xuống biển. Đám cướp biển sau khi cướp và hãm hiếp đã bắt đi 7 người phụ nữ và con gái, trong đó có tôi. Mặc dù anh ba đã đoán trước được ý đồ mang rợ của bọn chúng, đã tìm cách che chở cho tôi, nhưng cuối cùng anh đã bị giết chết và tôi cũng không thoát được bàn tay của bọn chúng. Những ngày địa ngục trần gian ở nhà chữa Thái Lan. Sau nhiều ngày trên tàu, bọn cướp biển lần lượt bán từng người vào ổ điểm của Thái Lan. Tôi cũng cùng chúng số phận. Hàng ngày bất kể tối sáng, tôi bị những tên đàn ông hãm hiếp giày vò thân thể. Chủ nhà chỉ cho tôi ra khỏi căn phòng ô nhục để ăn cơm và tắm rửa. Một thời gian ở địa ngục trần gian này, tôi thuộc được ngõ ngách của căn nhà. Lúc đó tôi chợt nghĩ đến cuộc chạy trốn. Nơi ăn chơi này lúc nào cũng có rất nhiều người, nhất là vào buổi tối. Mỗi một ngày đi qua, tôi càng hoảng sợ, ý chí sống càng bùng lên mạnh liệt. Nỗi nhớ nhà, mong muốn về với gia đình càng làm cho tôi có thêm nhiều nghị lực tìm đường vượt thoát. Tôi để ý họ có nhiều thùng dầu loại 4 lít. Tôi đoán là dầu dùng để đốt đèn mang sông. Để ở quầy tỉnh tiền, tôi tìm cách đánh cắp một thùng và mang lên phòng. Tôi cùng lẹm dẫu được nhiều hộp quẹt của những người khách của tôi. Có điều lạ lùng là tôi luôn cảm thấy như có một người đứng sau lưng tôi, chỉ dạy hướng dẫn tôi. Thế rồi tôi quyết định phải trốn ra khỏi nơi này. Cho dù không biết tiện thải, nhưng tôi cũng đoán được vào ngày nào họ có đông người và đoán được những hoạt động của họ. Màn đêm phủ xuống, người qua lại tấp nập, tiếng người nói vòng qua từ những phòng kế bên. Tôi chờ đến khi dưới nhà đông người, tôi lại màn cửa thẩm dầu và phủ lên cầu thang. Tôi sợ vội đôi dép rồi tưới dầu vào màn cửa sổ. Sau đó tôi lại quẹt lửa nhóm vào 2 cái giẻ ném vào cầu thang. Tôi châm lửa vào thềm cầu thang mà tôi đã tẩm dầu trước đó. Trước khi ngọn lửa bùng lên, tôi chui qua cửa sổ phía sau nhà chữa và leo xuống đường. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, đêm đó có gió nhiều, lửa gặp gió tràn qua những căn phòng chữa có mái che bằng lá, lửa bắt vào những chiếc xe máy trước khu nhà làm cho cơn hoảng loạn càng bùng lên dữ dội. Tôi phóng ra đường lộ, khoác vội chiếc áo ẩm, phía sau là đám cháy lớn do chính tôi tạo nên. Tôi chạy liêu xiêu núp giữa hàng hiên nhà. Càng chạy tôi càng cảm thấy an bình, càng chạy tôi càng bình tĩnh lạ thường. Tôi cứ chạy như thế, dù không biết đường tôi vẫn cứ chạy, chạy càng xa càng tốt. Khi tôi ngoại cổ lại, ngọn lửa xa dần, lúc đó tôi thấy mình như một thanh thép. Thép là tôi thể đẩy, ngọn lửa đã cứu tôi, đã thanh tẩy những vết xì ô nhục của xã hội, lửa đã giải thoát tôi. Hơn nữa, tôi cảm thấy ngọn lửa trong tim tôi bùng cháy mạnh liệt, hướng dẫn tôi tìm ra phương cách giải thoát cho chính mình. Chạy một lúc lâu, tôi mệt lạ, ánh đèn đường đêm khuya chỉ đủ cho tôi nhìn thấy một góc nhỏ của căn nhà. Tôi lầm lùi bước tới, vừa nằm xuống, tôi cảm thấy tay mình có hơi ẩm. Thì ra một con chó đang ở đây. Nó không sủa tiếng nào mà còn liếm tay tôi, cho dù quần áo và tay tôi vẫn còn mùi hôi dầu. Con chó còn liếm tay và mặt tôi. Cử chỉ thân thiện của nó làm tôi cảm thấy tôi và con chó này đã quen nhau từ lâu. Tôi ôm con chó vào lòng và ngủ thiếp đi. Trời tờ mờ sáng, tôi tỉnh dậy, vuốt đầu con chó và thầm cảm ơn nó đã là bạn đồng hành của tôi trong đêm qua, làm tôi ấm lòng và thêm phần can đảm tự do.
Đang bước đi với những bước chân ngập ngừng, một người phụ nữ bước vội theo tôi và hỏi bằng tiếng Thái. Tôi không hiểu bà nói gì. Sau vài giây phút ngập ngừng, bà nói thì thầm vào tai tôi: Việt Nam. Những người đang ngụp lặng chạy vỡ trong vùng nước sâu vỡ được cải phao, tôi mừng rỡ và gật đầu lia lịa: Việt Nam, Việt Nam. Bà vội kéo tay tôi vào ven đường, ôm lại tôi và chỉ vào ngực của bà. Bà thì thầm nói vào tai tôi: Việt Nam. Tôi đoán có thể bà là người Việt sống lâu trên đất Thái. Tôi không còn hoảng sợ, tôi cảm thấy như có một tình mẹ thiêng liêng bao trùm lại tôi. Sự tử tế của bà làm tôi thêm vững tin. Bà gọi xe rồi bảo tôi lên cùng đi. Sau khoảng 2 tiếng, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cao ghi chữ United Nations High Commissioner for Refugees Bangkok. Bà dẫn tôi vào văn phòng và nói tiếng Thái với nhân viên: Nơi đây cũng có một số anh chị Việt Nam đến từ Hoa Kỳ làm việc thiện nguyện. Bà ôm lại tôi, hôn lên trán và nói lời từ giã. Mọi người trong văn phòng rất tử tế chăm sóc tận tình và hỏi về câu chuyện tôi có mặt ở đây. Tôi kể cho họ tất cả những dấu sự việc đột nhà chị nói lẹn trộn thoát khỏi căn nhà chữa đỏ. Mãi cho đến lúc này tôi bàng hoàng nhận ra tôi đã ở trên đất Thái được gần 2 năm. Tôi ra đi vào ngày 23 tháng 12 năm 1980. Mà giờ đây là tháng 10 năm 1982. Tôi nghĩ về anh ba, nhậm tỉnh và nghĩ lại ngày anh mất đi. Vào buổi sáng của ngày 28 tháng 12 năm 1980, cứ mỗi lần nghĩ về anh ba, tôi lại cảm thấy ấm lòng một cách lạ lùng. Rất có thể linh hồn đã theo phù hộ cho tôi trên suốt quãng đời đó, che chở cho tôi. Anh ba đã đánh đổi mạng sống của anh để cứu tôi. Cái chết của anh mang nặng chữ tình người. Tháng 12 năm 1982, tôi được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đưa đến trại tị nạn CQ. Nơi đây tôi được nghe tiếng cười rạng rỡ của nhiều người nhỏ, thấm đượm tình đồng bào, những người không quen biết chia nhau từng miếng cá khô chạng cơm manh áo. Đây cũng là nơi mà lần đầu tiên tôi bước vào nhà thờ Công giáo. Tôi vào bàn thờ hỏi thăm một bà mẹ và xin bà chỉ dạy cho tôi bài kinh cầu. Tôi học thuộc bài kinh này cùng ngày hôm ấy, ngày 28 tháng 12 năm 1982. Tôi ngồi vào hàng ghế củi thì thầm trong lòng: anh ba kính mến, thế là em đã đến được bến bờ tự do. Em xin cảm ơn anh đã cho em điều mà không ai có thể cho được, đó là mạng sống của anh. Em cảm nhận hai chữ tự do và cái giá trị của anh dành cho em. Tôi không biết họ của anh, chỉ biết tên nên tôi đắn đo, và cuối cùng tôi chọn cho anh họ Nguyệt, đặt cho anh là Nguyễn Văn Ba. Những ngày đầu đặt chân đến Hoa Kỳ, tôi định cư tại San Jose ở cùng với một gia đình người Mỹ tốt bụng. Tôi tiếp tục đi học. Vài năm sau khi tốt nghiệp, tôi lập gia đình với một người Mỹ và cảm tạ ơn trời Phật. Tôi có được ba người con, tôi mang đến niềm hạnh diện cho gia đình chồng tôi vì cả ba cháu đều học xong đại học. Thấm thoát mà đã 20 năm. Kể từ ngày tôi rời khỏi Việt Nam, năm 2000 cũng là năm tôi nhận được kết quả khám nghiệm từ nhà thương Stanford ung thư máu vào giai đoạn cuối. Chồng tôi chăm sóc tôi hết lòng, còn tôi vẫn bình thản tự nhủ về lòng rằng tôi đã sống một cuộc đời sống tốt đẹp, thực xứng đáng với sự hy sinh cao cả của anh ba, của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa xả thân mình trên tuyến đầu lửa đạn cho đất nước, cho những công nhân có được cuộc sống an lành, cảm tạ những người lính đã nằm xuống như chiếc lá cuộn vội theo cơn lốc của vần nước nổ trôi. Giọt nước mắt này nén hướng lòng thành kính dâng về anh Nguyễn Văn Ba và mong anh được thanh thản yên nghỉ nơi chốn vĩnh hằng. Sau này
Một dịp tình cờ tôi được biết những người lính biệt động quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa phần lớn đều xăm hình đầu cọp vào cánh tay. Sau khi có dịp xem lại phù hiệu của binh chủng này, tôi dò hỏi và nhận ra anh ba đã từng ở trong binh chủng biệt động quân. Đối với tôi, anh ba là hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa trong những lúc hiểm nguy nhất. Anh đã hy sinh mạng sống của mình, anh chết đi như một chiếc lá rơi xuống âm thầm không một lời từ già. Hồn thiên sông núi đã đón anh về đất mẹ Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền chở khoảng 40 người xuất phát từ Long Xuyên vào ngày 23 tháng 12 năm 1980. Chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển Đông thì gặp hai tàu hải tặc Thái Lan bao vây tấn công. Trên thuyền có anh ba là lính biệt động quân của Việt Nam Cộng Hòa. Thấy cảnh thuyền nhân bị cướp bóc, phụ nữ bị hãm hiếp và bắt đi, anh lính biệt động quân tay không đã đánh lại hải tặc, nhưng cuối cùng anh đã hy sinh. Bọn hải tặc hãm hiếp xong đã bắt đi 7 cô gái Việt. Mặc dù anh lệnh biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa không bảo vệ được cho cô gái, nhưng linh hồn anh vẫn luôn bên cô ấy, đã đưa cô ấy thoát khỏi nhà chữa Thái Lan để đến đất Hoa Kỳ. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào. We'll be right back.